điểm này thì chúng ta sẽ khó khăn cho việc di chuyển của chúng ta. Đó là một số thông tin trên thông báo 0838322 1188. Còn trên fanpage thì chúng tôi cũng ghi nhận số thông tin đến từ quý vị khán giả đã báo về, đã tương tác với chúng tôi. Vừa qua cầu Đồng Nai hướng lưu thông về khu du lịch Thủy Châu thì các phương tiện vẫn đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Về ngã ba Tân Vạn thì các phương tiện cũng tập trung đông và di chuyển chậm. Càng thu phí cầu Đồng Nai ngược lại thì cũng có tình trạng xe và di chuyển chậm. Mong là quý vị chúng ta chú ý hơn cho việc di chuyển của mình. Còn bây giờ Minh Phương tiếp tục đón nhận những cuộc gọi đến từ quý vị ạ. Dạ, cảm ơn Minh Phương rất là nhiều. Bây giờ Quốc Tuấn sẽ hỗ trợ để chia sẻ những thông tin giao thông trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Hiện tại thì chúng tôi nhận được một thông tin, thưa quý vị, đến từ anh Lê Văn Đua, anh chị Võ Văn Kiệt và Phú Tướng hướng từ quận 1, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhận tiếp được.